sát không nhầm ở bảng tỷ số thì Phoenix đã có bàn thắng mở điểm. Các quý vị khán giả cũng có thể cập nhật ở trong luồng livestream này. Sousa! Hoàng Danh là cái tên tiếp theo điền tên mình lên bảng tỷ số. Hai bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này của Thiên Khôi đều là những pha lập công đẹp mắt. Quá khó với Thành Phúc. Chắc chắn đây sẽ là một ngày làm việc vất vả của thủ môn này. Hoàng Danh, một cầu thủ nhỏ con nhưng đầy sức nhanh và sức mạnh. Cứ cắt bóng vào trong. Cực kỳ dũng mãnh. Sút bằng mu chính diện và đưa bóng vào một góc quá khó. Lực căng, bóng hiểm. Rất gọn, Văn Thái, Dũng Nem. Trả về giữa, sút 3-1 cho Đại Từ rồi. Quá hay, Văn Thái vào sân và có được một bàn thắng đẹp. Đẹp ở một sút tung nóc, đẹp ở cách phối hợp. Quá hay. Bàn thắng rất ấn tượng của Đại Từ với tổ phối hợp 3 người Dũng Nem, Đức Huy và kết thúc là Văn Thái. 3-1 cho Đại Từ rồi. Cái biệt 2 bàn. Từ về chúng ta đội bóng đã giành chiến thắng 5-0 trước Loretti. Lượt trước. Tuấn Anh. Cú Mai Phong. Cú đá hay của Mai Phong, quá đẹp. Cú đá bằng chân trái chéo góc, găm thẳng vào góc cao. Thành của Đại Từ. Chúng ta nói đến những cầu thủ hàng dự bị của Loretti trận này như Mai Phong, như Việt Khánh, Duy Khánh, Khánh Duy Bình có thể tạo ra được những sự khác biệt ở trong hiệp 2. Và vừa rồi cũng thấy Mai Phong hiện một cú đá trai phá rất mạnh. Gia Nguyên Công, Bảo Messi, Ma Văn Nhiệm là những cái tên đã xuất hiện trong đội hình chính thức của TIG. Trung tâm tuyệt vời, siêu phẩm của Trung Tám. Đây mới là hình ảnh của Trung Tám mà chúng ta chờ đợi từ những vòng chung kết HBL hay là những giải đấu ở giai đoạn trước kia. Vị thần sức mạnh, cơn lốc đường biên, Trung Tám đã lên tiếng với một siêu phẩm không thể cản phá. Một pha bóng tuyệt vời, một pha bóng gợi lại những hình ảnh hào hùng của Nguyễn Văn Trung. Trung Tám ở thời kỳ phong độ đỉnh cao nhất trong các màu áo của Văn Minh. Phúc Dị sẽ xuất. Quá đẹp mắt. Ngày hôm nay Phúc Dị sẽ là man of the match. Rất hoàn hảo. Công thủ toàn diện, rất nhiệt. Cái đi trong rất mạnh của Phúc Dị. Giao chắn của Nick đã không làm tốt công việc của mình. Có cũng là lỗi của thủ thành Hoàng, phải điều chỉnh giao một cách tốt hơn nữa.